Và quý vị thân mến, để tiếp tục mang đến không gian ấn tượng cho quý khách, tạo nên sự kết nối tình bằng hữu giữa các dân tộc, giữa du khách với người Đắk Lắk thân thiện, hiền hòa. Cùng với bản sắc đặc trưng của văn hóa ED là sự hòa quyện sắc màu của 49 dân tộc trong cả nước, tạo nên bức tranh văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Hát Then Đàn Tính, bài Hát Cùng Tây Nguyên, tác giả Nông Thanh Hưu, có phần biểu diễn đến từ câu lạc bộ Hát Then Đàn Tính Buôn Ma Thuột. Xin dành một tràng pháo tay cho tiết mục này. Thank you.